Chị à. Ui Thóc à, hôm nay đến sớm đấy. Hôm nay bạn em đi qua đây nên là em nhờ xe nó luôn. Thế thì trông cửa hàng cho chị nhá, chị đi về chị đón con. Ừ. Đón gì bây giờ bà? Bây giờ mới là 3 rưỡi mà bọn trẻ con 5 giờ nó mới tan cơ mà. Thì còn tắc đường nữa. Tắc cái gì mà tắc mà hơn 1 tiếng nữa chị mới hết ca cơ. Tóm lại là chị phải làm hết ca chị đi. Em buồn cười nhở, làm với nhau thì phải giúp đỡ nhau chứ. Con chị nó còn bé như thế, bây giờ đến giờ đó mà mẹ chưa đến để nó đứng bơ vơ ở đấy một mình khổ thân nó ra. Khổ quá nhưng mà 1 tiếng rưỡi nó mới tan. Mà thôi, chị làm hết ca của chị thì chị về. Chứ lương em ăn, lương chị ăn nhưng em cũng được ăn thêm đồng nào đâu. Ơ thế em không nhớ sếp bảo gì à? Chị Liên. Đến rồi đấy à? Vâng, thôi chị đi về đi. Về đi đón cháu không nó lại bơ vơ ở cổng trường. Sổn nào cũng 40 phút. Tôi, quầy hàng chỉ có hai chị em. Chị Liên thì bận việc gia đình, nhà lại có con nhỏ. Thóc thoải mái với thời gian hơn. Thóc giúp cho chị 3-40 phút. Dạ, vâng ạ. Sếp chỉ đạo thì em thoải mái mà. Tóm lại là em không biết, em vẫn giữ nguyên quan điểm của em. Chị cứ làm hết ca chị thì chị về, còn đến ca em thì em làm. Ơ thế bây giờ em định cãi lời sếp đúng không? Là anh nói Thóc làm đấy. Ơ nhưng mà... Alo mày à, tí nữa đi chơi á? Ừ thế được rồi, để tí tao xin về sớm nhá. Cửa hàng á, cửa hàng này để nhớ thằng cu ở đây nó trông hộ cho được mà, không vấn đề gì đâu. Còn con tao á, không phải đón, ngày nào bà nội nó trả đón. Ừ thế nhá, thế tí nữa hẹn nhau ở đấy nhá. Bye bye. Em rất thiếu trách nhiệm, suốt ngày đi muộn về sớm. Nên nhớ, đừng bao giờ coi sự giúp đỡ của người khác là điều bắt buộc người ta phải làm.